Khải Thành xin được phép giới thiệu và gửi đến quý Phật tử một món quà đạo lý với chủ đề đó là vung bồi cội phúc. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Kính thưa quý Phật tử thân mến, có phải là tự nhiên xuất hiện một vị Bồ Tát không ạ? Có phải tự nhiên không? Không, đúng không ạ? Đừng nói vì một vị Bồ Tát, chúng ta nói mình trước này. Chúng ta có phải như Tôn Ngộ Không từ cục đá nó nở ra không? Có không? Không, chúng ta có cha sinh mẹ đẻ, đúng không ạ? Và tính xa hơn nữa, để chúng ta có được một người cha, để có một người mẹ sinh chúng ta giữa cuộc đời này, mình có phước không quý Phật tử? Có. Vì sao chúng ta nhớ không? Tại vì Đức Phật đã nói thân người thì khó được. Và Đức Phật ví như thế nào nhỉ? Một con rùa mù 1.000 năm tuổi, 1.000 năm thì nó già chưa? Quá già, nên nó bị mù. 100 năm nó mới ngoi lên trên mặt đại dương để hít thở. Trên mặt đại dương đó nó có một cái bọng gỗ bằng cái bàn của Khải Thành đang ngồi. Trên cái bọng gỗ đó chỉ có một cái lỗ vừa với đầu của con rùa thôi. Mà quý vị tự biết cái bọng gỗ mà nó nằm trên mặt đại dương thì nó có đứng yên một chỗ không? Không, đại dương thì có gì nhỉ? Có sóng, có nước, đúng không? Mà sóng nó vỗ qua, nó vỗ lại thì cái bè khúc gỗ này nó cũng trôi dạt. Lúc thì đi hướng đông, lúc hướng tây, lúc hướng nam, lúc hướng bắc, nó trôi nổi. Mà con rùa thì chỉ có một chiều từ dưới lên, mà nó có thấy đường không? Bây giờ mình giả sử con rùa còn trẻ, đúng không? Còn khỏe, mắt còn sáng, mà nó đã tìm được cái bọng gỗ khó hay dễ? Khó rồi, mà đây nó bị già, mà nó còn bị mù nữa. Và cái xác suất ở dưới nước 100 năm nó ngoi lên, nó hít thở, nó chạm đầu, nó được vào cái bọng gỗ, khó hay dễ? Cực kỳ khó. Thì Đức Phật nói, sinh ra làm người nó còn khó hơn điều đó nữa. Cũng vậy, một lần đi với chúng tăng, Đức Phật nhẹ nhàng lấy một ít đất bỏ trên tay của Ngài. Đức Phật mới hỏi, này chư vị tỳ kheo, các ngài nghĩ sao về điều này? Đất trên tay của Thế Tôn và đất trên quả địa cầu này, cái nào nhiều hơn? Ví dụ Đức Phật hỏi quý Phật tử đó, quý Phật tử trả lời được không? Được, cái nào nhiều hơn? Đúng rồi, đất quả địa cầu nhiều hơn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, đúng rồi, đất trên tay của Thế Tôn rất là ít so với đất trên địa cầu này, trên đại địa này. Cũng vậy, những chúng sinh có đầy đủ phước báo sinh ra làm người ít như đất trên tay của Thế Tôn. Còn lại những chúng sinh lặn ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, những chúng sinh khao khát được làm người nhưng chưa đủ đầy đủ duyên và phước làm người nhiều như đất trên đại địa này. Nên chúng ta làm người có quý không quý Phật tử? Rất quý mà chưa thấy vỗ tay. Mình quý, mình hoan hỷ, mình vỗ tay, đúng không? Rất là quý. Thì chúng ta nói đơn giản, mình sinh ra làm người, đúng không? Nói là đơn giản, nhưng nó có đơn giản không? Dạ không, đúng không ạ? Mình sinh ra làm người đã khó rồi. Mà sinh ra làm người mà có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là lục căn đầy đủ, khó không? Khó. Có nhiều người sinh ra nào? Bị điếc, bị mù, đúng không? Có nhiều người sinh ra lại bị thần kinh. Có nhiều người sinh ra thì chân tay không được, lành lặn, bại liệt, đúng không ạ? Mà mình ở đây, mình sinh ra làm người đã quý, mà chúng ta có lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều toàn diện thì có phước không? Cực kỳ có phước. Cực kỳ có phước. Rồi, hết chưa? Chưa hết. Mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ, nhưng đặc biệt chúng ta biết đến Phật Pháp. Tại vì sao cứ phải tự biết không? Có nhiều người như thế nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ, sức khỏe tốt, thậm chí rất là đẹp, nhưng mà không biết tu, không biết đến Phật Pháp. Thì họ sử dụng cái nhan sắc đó, họ sử dụng cái sức khỏe đó để hưởng thụ.
Họ sử dụng cái nhan sắc đó, cái sức khỏe đó để làm hại chúng sinh, đúng không ạ? Còn mình mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, nhưng chúng ta biết đến Phật pháp thì mình có đi hại người không? Có đi hại chúng sinh không? Mà chúng ta làm gì? Tu và tạo phước. Đồng ý không quý Phật tử? Nên chúng ta kể mình ngồi đây đúng không? Mình là một người Phật tử, mình nghe pháp, mình trì chú đại bi, đúng không ạ? Mình niệm Phật, mình tu tập. Thấy là đơn giản đó nhưng cực kỳ quý. Đúng không ạ? Mình phải làm phước rất nhiều để được làm người, làm phước rất nhiều, tu tập rất nhiều để có được lục căn đầy đủ và vô cùng phước báo khi chúng ta là đệ tử của Phật. Nên mình sinh ra với thân phận con người, với một người đệ tử Phật là cả nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Còn lại, ví dụ bây giờ là một vị Bồ Tát, đặc biệt là Đại Bồ Tát như ai nhỉ? Như Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì cái phước đức của các ngài, cái sự tu tập của ngài lớn không quý Phật tử? Lớn không? Lớn nhiều hơn mình không? Nhiều lắm, đúng không ạ? Nếu nãy giờ chúng ta nói mình nhiều phước báo mới được làm người, nhiều phước báo mới làm một người Phật tử, thì để trở thành một vị Bồ Tát cho chúng ta lễ lại, cho chúng ta cầu nguyện, thì phước của ngài vô lượng, vô biên. Đồng ý không quý Phật tử? Và có phải là ngẫu nhiên không ạ? Tự nhiên là ngài có phước không ạ? Tự nhiên ngài được lễ lại không ạ? Tự nhiên ngài được gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh không ạ? Không, mà tất cả đều là sự tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, tích lũy bởi sự tu tập tâm linh. Và đặc biệt tích lũy điều gì? Lòng từ bi. Tích lũy gì? Trí tuệ. Và tích lũy phước báo. Dù là đời hay là đạo, dù là tại gia hay là xuất gia, dù là một người tập tu như thầy trò huynh đệ chúng ta, hoặc là một vị Bồ Tát, hoặc là Phật đi chăng nữa, thì tất cả đều cần phải có phước. Ngoài đời có phước thì làm ăn buôn bán thành công, học hành đến nơi đến chốt, gia đình được ấm no hạnh phúc. Trong đạo mình tu mà mình có phước thì tâm linh được tăng trưởng, tâm chúng ta được an lạc, bớt đi não phiền. Đúng ạ? Phải có phước quý Phật tử ạ. Nên hôm nay là ngày 18 tháng 2, ở Tịnh Viện Thiện Phước chúng ta tổ chức lễ vía khánh đản, đúng ạ, của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta là đệ tử của Phật, đúng ạ, chúng ta là đệ tử của Bồ Tát, thì mình cũng phải học theo hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Nếu ngài là Đại Bồ Tát, chúng ta không được như ngài, thì ít nhất chúng ta là gì nhỉ? Tiểu Bồ Tát. Đồng ý không quý Phật tử? Mà nãy giờ nói rồi, dù Đại Bồ Tát hay là Tiểu Bồ Tát thì cũng cần có cái gì? Phước, đúng ạ. Vậy làm phước bằng cách nào? Chúng ta vung bồi cội phước bằng cách nào? 4 ngày trước thì có một quý Phật tử nhắn tin cho cái thành, nói thầy ơi con khổ quá, con phiền não quá, thầy giúp con. Thì cái thành mới gửi bài giảng qua, nó cô nghe giảng đi. Tại vì khi cô nghe giảng rồi đó, cô sẽ biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Khi cô nghe giảng rồi đó, cô biết cách nào để có được thanh tịnh, có được an lạc. Khi cô nghe giảng rồi, cô sẽ biết những nguyên nhân nào làm cho mình phiền não, để giải trừ, để chuyển hóa. 2 ngày sau liên hệ lại, thầy ơi tại sao con vẫn nghe pháp, con vẫn làm phước, con vẫn cúng dường, con vẫn từ thiện, mà đời không công bằng, con đau khổ quá. Thì cái thầy nói nếu mà thực chất cô có nghe pháp rốt ráo và tinh tấn tu thì không bao giờ cô hỏi câu hỏi này. Đồng ý không ạ? Tại vì sao? Tại vì cô nghĩ đến chùa gặp vị thầy, quỳ trước Phật, quỳ trước Bồ Tát, đúng không? Mình cầu, mình xin.
Phật ơi cho con cái này, Bồ Tát ơi cho con cái kia. Thế là có phước. Khi có phước rồi thì như thế nào? Mọi thứ thuận duyên, không còn đau khổ, không còn phiền não nữa. Mà kẹt một cái nè, Phật có hô biến một cái chúng ta hết phiền não không? Không. Bồ Tát có hô biến một cái là chúng ta có phước không? Cũng không, đúng không ạ? Phật, Bồ Tát cũng chỉ là một người chỉ đường mà thôi. Đường chỉ rồi, đi đường này, ngã kia, rẽ nọ, tới được chỗ, nhưng mình không có đi. Phật có đi dùng mình được không? Không. Bồ Tát có đi dùng mình được không? Không. Ví dụ, ở đây các cụ lớn tuổi rồi, trung niên cũng có, lão niên cũng có. Chắc chắn ở gia đình đa số chúng ta có con đúng không? Chúng ta có cháu. Con cháu mình có thương không? Có. Ông thầy hỏi câu hỏi vô duyên quá ha. Con cháu mà hỏi có thương không? Thương chứ. Nhưng mà lỡ này, lỡ con cháu mình bị bệnh, bị sốt, mình có thể nấu cháo cho con mình được đúng không? Mình có thể mua thuốc cho con mình được. Mình có thể lấy khăn đắp cho con mình được để hạ sốt. Nhưng mình có ăn cháo giùm con mình được không? Mình có uống thuốc để con mình lành bệnh không? Mình có thể lấy khăn đắp trên trán của mình rồi hồi hướng cho con mình hết sốt được không? Không. Vậy xin hỏi quý Phật tử, các vị Bồ Tát, các vị Phật có thương chúng ta không? Thương đúng không? Nhưng Ngài có tu hộ chúng ta được không? Không. Tại vì sao nhỉ? Ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy chứng. Nên các ngài biết được rằng phước rất quan trọng. Tại vì các vị Bồ Tát tích lũy phước vô lượng, đầy đủ, thập độ ba la mật, lục độ ba la mật, phước báo đầy đủ, thì Ngài mới hóa độ chúng sinh được. Và Ngài biết khi có phước rồi, chúng sinh sẽ có rất nhiều những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Ngài có ban phước cho chúng ta được không ạ? Không thể ban phước được. Mà Ngài chỉ cái mà chúng ta có thể làm để có phước. Và rất nhiều những điều chúng ta làm mà có phước. Tuy nhiên, hôm nay thời gian không có nhiều, nên trong rất nhiều những phương pháp để có được phước, thì Khải Thành sẽ trích một cái đoạn kinh ngắn. Đức Phật dạy chúng ta có ba điều cần phải làm để mình có phước. Quý Phật tử có muốn nghe không? Muốn nghe nha. Thì trong rất nhiều những phương pháp làm phước, thì bây giờ cái Thành xin trích cái đoạn kinh này. Chúng ta đọc kinh trước nha, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ phân tích với nhau. Một thời Phật ở nước Xá Vệ rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba phước nghiệp này. Thế nào là ba? Bố thí là phước, bình đẳng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. Thế nào gọi bố thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người hết sức bần cùng, người cô độc, người không nơi nương tựa, cần ăn cho ăn, cần nước cho nước, y phục, thức ăn, giường nằm, thuốc men trị bệnh, hương hoa, chỗ ở, tùy theo sự thuận tiện của thân, không có ưu tiết, đây gọi là phước nghiệp bố thí. Thế nào gọi bình đẳng là phước nghiệp? Nếu có một người không giết hại, hằng biết hổ thẹn, không giấy tư tưởng ác, cũng không trộm cắp, thích bố thí cho người, không tâm tham lãnh, không tổn thương tâm người, cũng không dâm dục với vợ hay chồng của người khác, tự tu phạm hạnh, tự đủ với sắc vợ hay chồng mình, cũng không vọng ngữ, hằng nghĩ chí thành, không lời hư dối, nói năng hòa nhã, người ấy được người đời kính nể, không có thêm bớt, cũng không uống rượu, hằng biết tránh loạn động, lại đem tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng thế, tám hướng, trên dưới, đầy khắp, trong đó không hạn, không lượng, không giới hạn, không thể tính kể. Dùng tâm từ này che khắp tất cả, khiến được an ổn. Lại đem tâm bi, hỷ, xả,
trải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng vậy. Tám hướng trên dưới đều tràn đầy trong đó không hạn, không lượng, chẳng thể tính kể. Dùng tâm bi, hỷ, xả rải đầy trong đó, đó gọi là bình đẳng phước nghiệp. Thế nào gọi tư duy là phước nghiệp? Ở đây tỳ kheo tu hành niệm giác ý, ý vô dục, ý vô quán, ý diệt tận, ý xuất yếu, tu pháp giác ý, tu niệm giác ý, tu ý giác ý, tu định giác ý, tu xả giác ý, ý vô dục, ý vô quán, ý diệt tận, ý xuất yếu, đó gọi là tư duy là phước nghiệp. Như thế tỳ kheo có ba phước nghiệp này. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: bố thí và bình đẳng, từ tâm xả tư duy, có ba xứ sở này, chỗ người trí thanh cảnh, trong đây hưởng báo này, trên trời cũng lại thế, do có ba chỗ này sanh thiên ắt chẳng nghi. Thế nên các tỳ kheo hãy tìm phương tiện đến ba chỗ này. Như thế, này các tỳ kheo hãy học điều này. Bấy giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 1, phẩm 21, Tam Bảo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, năm 1997, trang 358. Rồi, chúng ta xong đoạn kinh này. Hiểu nhiều chưa? Cái này là mới vỗ tay sơ sơ là chắc mới hiểu xương xương đúng không? Thì bây giờ muốn hiểu sâu sâu thì vỗ tay to to, thầy sẽ giảng cho kỹ nha. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật dạy rằng phước báo không có ở đâu xa xôi, đúng không ạ? Phước báo luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Chỉ có điều là mình không biết. Chỉ có điều mình biết mà mình không chịu làm, đúng không? Còn bây giờ mình biết rồi mà mình chịu làm nữa thì tự nhiên chúng ta sẽ có phước. Thì trong ba điều này, trong cái đoạn kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1 phẩm 21 Tam Bảo, thì cái đầu tiên Đức Phật nói đến đó là gì? Cái phước đức cần có trong cuộc sống. Thì cái điều đầu tiên để vun bồi được cái phước đức đó là phải cúng dường, bố thí làm từ thiện, hay gọi chung bố thí là phước nghiệp. Làm gì thì làm, muốn có phước là phải bố thí. Nó dạ thưa thầy, con nghèo quá làm sao con bố thí, vừa nói mặt vừa mếu máo. Có ai nói như vậy chưa? Có. Nói như vậy tại vì sao? Đúng là mình nghèo thiệt, đúng không? Thứ hai, do chúng ta không hiểu Phật, không hiểu Pháp, không hiểu Tăng. Đức Phật không có nói là giàu mới bố thí. Nghèo bố thí được không? Có. Nghèo rớt mồng tơi như Khải Thành bố thí được không? Vẫn được. Khải Thành nghèo rớt mồng tơi không có tiền, nhưng Khải Thành ngồi đây chia sẻ Pháp thoại với quý Phật tử, có được xem là bố thí không? Bố thí gì? Bố thí Pháp. Quý Phật tử không giảng Pháp được mà ngồi nghe chăm chú và vỗ tay, có được xem là bố thí không? Bố thí gì? Bố thí Pháp mà không chịu vỗ tay à? Đúng không? Nên điều đầu tiên Đức Phật dạy, muốn có phước thì phải bố thí, đúng không? Bố thí thì có ba loại bố thí. Thứ nhất là gì? Tài thí. Thứ hai là gì? Pháp thí. Thứ ba là gì? Vô ý thí. Tài thí là gì? Tiền tài vật chất đó, sức khỏe của mình đó, sức lực của mình đó. Trong tài thí lại chia làm hai. Cái thầy nhắc lại nha, điều này cái thầy giảng rất nhiều rồi, nhưng mà cái thầy nghĩ cứ phải tự chưa nghe, thì cái thầy sẽ giảng lại chút xíu. Bố thí có phước không ạ? Có mấy loại bố thí? Ba. Thứ nhất là gì? Tài thí. Thứ hai, pháp thí. Thứ ba, vô ý thí. Phật tử ở đây rất trí tuệ, cho một tràng pháp tài.
Quý thầy ở đây khéo dạy quý Phật tử đúng không? Mới nhắc bài cái là thuộc liền. Bây giờ cái thí đầu tiên là gì? Tài thí. Trong tài thí lại chia làm hai. Thứ nhất là gì? Nội tài. Thứ hai là gì? Ngoại tài. Ví dụ chùa chúng ta đang xây dựng, đúng không? Mình cúng dường tiền để quý thầy xây dựng. Mình cúng dường một bao xi măng, một thiên gạch, rồi bao nhiêu cái sắt, bao nhiêu cái ngói đó, đúng không ạ? Rồi là ngày mai, ngày mốt hay là hôm nay mình tổ chức vía, đúng không ạ? Khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình cúng bánh, mình cúng kẹo, mình cúng hoa, đúng không? Mình cúng rau củ quả để tổ chức khóa tu, đúng không ạ? Thì đó là gì? Ngoại tài. Nội tài là gì? Nội tài là gì? Mình đến chùa, mình chưa có tiền, đúng không ạ? Chưa phải mùa có tiền của mình, tại như lúc cái vụ mùa chưa đến, đúng không? Nhưng như thế nào? Mình phụ một ngày công, hai ngày ngày công. Chùa xây, phụ khiên gạch, đúng không ạ? Chùa xây, phụ lấy cái xe rùa đẩy đất. Chùa xây thì phụ công quả. Các cụ già quá, quét chánh điện, lau chánh điện, lượm rác, dọn vệ sinh, các nhà vệ sinh. Đó gọi là nội tài. Tức là chúng ta có thể không có tiền, nhưng chúng ta có cái công, cái sức để giúp đỡ mọi người, đúng không ạ? Để xây dựng tam bảo bằng cái thực lực của mình. Mình vào trong chùa, mình ngứt một cọng rau, mình nấu một bữa ăn, mình quét cái chánh điện, đó cũng được xem là bố thí. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Thì bây giờ cái nội tài và ngoại tài này, quý Phật tử thấy cái nào quan trọng hơn? Cái nào nên làm? Đúng rồi, cái nào cũng ngon hết hả? Cái nào cũng nên làm, đúng không? Tại có nhiều người nói, trời ơi, thầy ơi, con giàu quá thôi, con ngoại tài thôi. Đúng không? Không phải, cái nào cũng nên làm cả nha. Cái nào cũng nên làm, miễn có phước, dù là một chút phước cũng phải đi bòn. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý nha. Hoặc là có các em thanh thiếu niên Phật tử ở đây, các cụ thì làm những việc khác, đúng không? Nhưng mà các con đến chùa, sức mình khỏe, mình trẻ, mình làm những việc khác. Đặc biệt có những ngày hiến máu nhân đạo, mình đăng ký ở các nơi, mình hiến máu nhân đạo, đó cũng được xem là gì? Nội tài. Hoặc là có nhiều người ký vào cái giấy hiến mô, hiến tạng cho y học, giúp đỡ người khác, đó cũng được xem là nội tài. Đúng ạ, đó là bố thí đó. Nên từ đây về sau, cái quan điểm giàu mới bố thí được, sai hay đúng? Sai hay đúng? Sai, miễn sao có tâm là bố thí được. Đồng ý không quý Phật tử? Nha. Nên từ đây về sau nhớ vào chùa, thấy một cái cọng rác, ráng lượm. Thấy cái chánh điện, xem chùa như nhà của mình. Thường thường trong nhà của mình có cái cọng rác lượm ngay, đúng không? Thấy cái đất là quét liền, vào chùa lít lít, mình không quét, người khác quét. Mình không làm thì ông thầy ông làm, đúng không? Nhưng từ đây về sau, miễn sao thấy chùa dơ, miễn sao thấy cái cọng rác, miễn sao thấy một ít đất là ngay vào luôn, cúi xuống hoặc cầm chổi mà quét, mà dọn tam bảo để có phước cho mình. Đồng ý không các cụ? Cũng vậy, từ đây khóa tu tổ chức, các lễ hội tổ chức không phải việc riêng của quý thầy, đúng không? Mà việc chung của mình. Quý thầy thì chứng minh, quý thầy thì nghi lễ, quý thầy thì tổ chức, nhưng chúng ta phải là những cánh tay đắc lực để cùng làm những việc khác. Vào chùa, quý thầy làm những việc lớn, chúng ta làm những việc nhỏ, nó tạo thành một cái ngôi chùa vô cùng tuyệt vời. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên đó là bố thí đó nha. Đó là bố thí, tùy vào tâm, tùy vào sức của mình là như vậy. Ngoài cái vấn đề bố thí này, cái phước nghiệp thứ hai Đức Phật dạy, đó là bình đẳng, là phước nghiệp.
Bình đẳng ở đây là gì? Là một người đệ tử Phật tại gia, chúng ta giữ gìn trọn vẹn năm giới. Nếu tốt nữa thì tám giới, nếu tốt nữa là thập thiện nghiệp. Tuy nhiên nói chung lại, thập thiện nghiệp nó cũng nằm trong ngũ giới phát triển ra mà thôi. Năm giới của một người cư sĩ tại gia gồm những gì? Ở đây đã quy hết chưa nhỉ? Ai đã quy rồi giơ tay thì xem nào. Một người, hai người, giơ tay mạnh lên chưa? Ý là quy y có pháp danh rồi đấy. Rồi giơ tay nào. Bây giờ hơi gãi gãi nha, sợ hỏi năm giới không biết đúng không? Hơi ngại ngại. Cứ giơ tay không có hỏi đâu. Ai đã quy y rồi giơ tay nào. À, quy y rồi, có pháp danh rồi. Ôi, để nhiều người chưa quy y hả? Ồ, vậy là ngày mai khánh đản hoặc hôm nay khánh đản nhờ quý thầy quy y cho nha. Quy y tam quy là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y nghĩa là gì? Quay trở về nương tựa, quay trở về y chỉ vào Phật, vào pháp, vào tăng là ba ngôi báu của cuộc đời. Khi quy y tam bảo, bước thêm một bước nữa là phải thọ trí ngũ giới. Ngũ giới là gì? Là cái giới nào mà không bị ngủ, đúng không? Không, không phải. Ngủ là năm. Ngũ giới gồm có đầu tiên là gì? Đúng rồi, không sát sanh hại vật. Thứ hai, không trộm cướp của người. Thứ ba, không tà dâm ngoại tình. Thứ tư, không khẩu nghiệp đấy nhá, không nói dối, không nói lời hung ác, không nói lời thêu dệt, không nói lời đâm thọc, không nói lời khoe khoang, đúng không ạ? Và thứ năm là gì? Không uống rượu, uống bia được không? Hút thuốc được không? Không, nói chung là gì? Không sử dụng các chất làm say, làm nghiện. Thường thường mình nghĩ thọ giới là để tránh đi tội, đúng không ạ? Tại mình thọ cái giới không sát sanh hại vật thì chúng ta không sát sanh hại vật. Mình được gì? Sức khỏe. Mình được gì? Trường thọ. Mình được như thế nào? Đời sống không bị oan gia, không bị trái chủ. Nhưng mà còn một vế nữa quý Phật tử ạ. Giữ giới một phần ngăn ngừa tội lỗi, và một phần giữ giới có phước quý Phật tử ạ. Đồng ý không? Đồng ý không? Nên mọi người đang nghe giảng ở đây, mọi người đang nghe giảng trên YouTube, trên Facebook, ai chưa quy y hãy quy y. Tại vì cuộc đời này phiền não bủa vây, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước của đại dương. Và trong cái sự đau khổ, trong cái sự phiền não, nhiều lúc chúng ta đã gục ngã, chúng ta đã đau khổ, chúng ta đã phiền não, thì quý Phật tử hãy quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu để chúng ta giác ngộ, lìa mê, tìm về bến giác, có được sự an lạc trong thế giới ngũ trược đau khổ này, được không quý Phật tử? Và cũng vậy, quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử đang xem trên YouTube, trên Facebook chẳng hạn, nếu ai chưa thọ trì ngũ giới thì hãy lần lượt thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, tùy theo sức của mình. Và tuyệt vời nhất, hãy thọ trọn vẹn năm giới này để làm sao ngăn ngừa tội lỗi, và để làm sao có thêm phước báo đây. Đồng ý không quý Phật tử? Nên năm giới căn bản lắm nha, quý Phật tử ráng giữ giới nha, ráng giữ giới dùm nha, tu tập giữ giới. Giữ giới khó hay dễ? Khó đấy. Có nhiều giới rất dễ, có nhiều giới khó lắm. Đặc biệt cái giới đầu tiên, giới gì? Giới gì? Sắc sanh. Mình chưa ăn chay trường được, đúng không? Mặc dù chúng ta không chính thức giết hại chúng sinh, nhưng mình còn ăn mặn, đúng không ạ? Thì mình cũng gián tiếp tạo cái nghề sát sanh, đúng không quý Phật tử? Nên để giữ trọn vẹn khó hay dễ? Cũng rất là khó đó. Nhưng khó có
khó có bỏ qua hay là khó mà vẫn làm. Ai nói thầy ơi, dù có khổ quyết con đổi hướng, chỉ một đường cao thượng mà đi. Dù có khó nhưng con tu nó ló cái khôn, giơ tay. Rồi rất nhiều người trong một tràng pháo tài. Quý Phật tử thân mến, dù mình không thọ giới hay thọ giới mà mình làm những tội ác, có bị tội không? Có. Đừng có nói trời ơi mắc gì phải đi quy y, mắc gì phải thọ giới. Quy y rồi, thọ giới rồi, tự nhiên đeo 8 cái vòng kim cô, 3 cái vòng tam bảo, 5 cái vòng giới luật, đeo nặng cả cổ, mắc gì? Đừng quy y, đừng thọ giới. Sát sanh hại và trộm cắp của người ta, dâm ngoại tình khẩu nghiệp, sử dụng các cách làm sai làm nghiện, không có bị tội. Nói như vậy đúng hay sai? Sai. Xin thưa, nhân quả nghiệp báo công bằng. Dù anh có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, dù anh có thọ giới hay không thọ giới, nhưng hễ anh sát sanh hại vật, anh trộm cắp của người, anh tà dâm ngoại tình, anh khẩu nghiệp, anh sử dụng các cách làm sai làm nghiện thì đều bị tội. Còn ngược lại, mình tự nguyện thọ giới, đúng không? Chúng ta sẽ được sự gia hộ của Đức Phật. Thay vì lúc đó chúng ta làm tội, thay vì lúc đó chúng ta tạo nghiệp, tự nhiên chúng ta như thế nào quý Phật tử biết không? Có một cái lực nhắc, đệ tử Phật đó nha, con của Phật đó nha, mà con nhà tông thì cũng không giống lông cũng giống cánh nha, tự nhiên mình không làm nữa. Ai đó chọc mình tức, chuẩn bị gồng lên khẩu nghiệp, chuẩn bị chửi rồi, tự nhiên nhắc, trời ơi con của Phật mà. Mà con của Phật là miệng nó như thế nào? Nở hoa đúng không ạ? Nhã, ngọc. Chứ con của Phật là con kiếm, có đào, rồi có đá trong miệng mình không? Không có. Chuẩn bị phun ra những cái dòng nham thạch, chuẩn bị phun ra những cái sự sân hận, chuẩn bị là đao là búa trong miệng bay ra, vèo 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 để cắm vào người khác nói cho đã. Nhưng nhắc con của Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó ghim lại không khẩu nghiệp nữa. Đó là lợi ích của thọ giới đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Nên rất mong ai nghe được bài giảng này, đến cái đoạn này rồi, hãy dõng mệnh phát tâm quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới để nương tựa tam bảo mà tu, để tránh đi tội lỗi và để có phước báo. Đồng ý không? Cho một tràng pháo tay lớn ơi là lớn nữa. Song song với vấn đề thọ giới thì chúng ta phải rải bốn tâm: từ, bi, hỷ, xả, đến bốn phương tám hướng. Tức là lúc nào mình cũng phải có tâm từ bi hỷ xả. Thời xưa mình chạy xe ngoài đường, đúng không? Thời xưa mình làm việc trong công sở, thời xưa mình ngồi nghe giảng này, mình thấy ông thầy là ông thầy, thấy mọi người là mọi người, đúng không? Thấy một cách bình thường với con mắt vô hồn, thậm chí nhiều lúc thấy với con mắt soi xét tìm lỗi họ. Lỗi của mình như núi mình không có tìm, đúng không? Mình giấu lỗi của mình y như kẻ gian giấu bài. Đánh bài có cho người ta coi bài không? Giấu. Nhưng mà lỗi của người khác vật lá tìm sâu, tìm thóc trong gạo. Mà lỡ không tìm ra con sâu thì ráng tìm được cái trứng sâu, đúng không? Chúng ta hay soi mói mọi người lắm. Nhưng bây giờ mình tu rồi thì như thế nào nhờ? Quay trở lại biết lỗi mình, nhìn lỗi mình. Còn ánh mắt của mình như thế nào? Không vô hồn nữa, không soi mói, không chỉ trích người khác nữa, mà trong ánh mắt của mình thì chứa cái tình cảm từ bi hỷ xả đến với tất cả mọi người. Đồng ý không? Nên từ đây vào chùa, đừng biến mình trở thành cái máy soi nhá không? Đừng đi soi người này soi người kia, thôi tự soi lấy chính mình nha. Còn cái mắt này nếu có nhìn thì nhìn bằng lòng từ bi hỷ, hỷ xả nha. Bốn cái tâm này thì một bên mình giữ giới này, để mình nhiếp phục tâm mình có phước này. Một bên như thế nào? Từ bi hỷ xả, đúng không ạ? Mình rải đi bốn phương tám hướng, nhìn đâu cũng từ bi cũng hỷ xả,
chắn chúng ta có phước mà phước rất là nhiều. Đồng ý không? Đồng ý không? Ví dụ bây giờ giả bộ đi, nãy giờ ông thầy này nói hơi nhiều rồi, mệt rồi, mỏi lưng rồi. Nhưng bây giờ giả bộ nhìn với ánh mắt thân thiện chút xíu được không nhỉ? Được không? Rồi bây giờ từ trước mình gặp huynh gặp đệ, nhưng mình chỉ bắt tay rồi mình nói chuyện thôi, đúng không? Đặc biệt thời gian dịch mình không có nhìn thấy nhau, mà nhìn thấy được cái gì thôi? Con mắt à, bịt khẩu trang rồi. Nhưng mà trong ánh mắt đó vẫn dạt dào tình yêu thương, vẫn đầy đủ từ bi hỷ xả. Đó là con ngoan của Phật, mà là con ruột đấy. Còn mình đi tu đúng không? Mình nhận mình là con của Phật, nhưng ánh mắt của mình toàn đi soi người khác không à, đi chỉ trích người khác không à, thì mình là con của ai? Con của ma. Con của Phật, Phật rước. Con của ma, ma rước. Ở đây ai muốn sau khi chết ma rước, giơ tay. Trời ơi, khôn vậy. Vậy ai muốn là sau khi mất, sau khi ra đi, sau khi vô thường đến gõ cửa, Phật rước chúng ta, giơ tay. Trời ơi, Phật tử chùa này khôn quá ha, cho một tràng pháo tay. Mà nếu muốn Phật rước thì hãy bố thí, làm phước, trì giới, và đặc biệt chúng ta rải từ bi hỷ xả đến bốn phương tám hướng. Đồng ý không ạ? Đồng ý nha. Đó là cái phước nghiệp thứ hai. À, phước nghiệp thứ ba là gì? Tư duy đúng với chánh pháp cũng mang lại phước. Chưa cần mở miệng, chưa cần đụng tay đụng chân, chỉ cần nằm trong cái tư duy thôi. Nếu tư duy đó đúng với chánh pháp, nếu tư duy đó đúng với lời Phật dạy, nếu tư duy đó là đạo đức, nếu tư duy đó là đạo lý, nếu tư duy đó là thiện lành, nếu tư duy đó là điều tốt, thì ngay trong cái tư duy đã có phước rồi. Ngược lại, chưa cần mở miệng chửi ai, chưa dùng cây gậy gọc hay tay đánh ai, nhưng với cái ý nghĩ ác, với ý nghĩ xấu đã dẫn dắt chúng ta đọa lạc trong luân hồi rồi. Vì sao quý Phật tử biết không? Vì sao? Vì sao? Vì tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, tâm ý làm chủ tạo tác. Và với tâm ý thanh tịnh thì phước báo theo chúng ta, an lạc theo chúng ta như bóng không rời hình. Ngược lại, nếu tâm với ý bất tịnh, ác độc, nhiễm ô thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo vậy đó. Ví dụ quý Phật tử ngồi đây, đầu tiên chúng ta phải có cái gì? Có cái tâm ý muốn nghe pháp. Mình không muốn nghe pháp, mình có ngồi đây không ạ? Không. Mình ngồi đây mình nghe quý thầy giảng, mình có tôn trọng quý thầy không ạ? Có. Thì với cái ý tôn trọng pháp, tôn trọng tăng, mình về chùa mình tu tập, mình có kính Phật không ạ? Có. Đến chùa nghe pháp, lễ Phật, tụng chú, tu tập là mình có lòng tôn kính Phật, kính pháp, kính tăng. Nó nằm trong cái tư duy này nè. Có phước chưa? Có phước rồi. Đồng ý không quý Phật tử? Nên làm phước. Nói là khó nhưng dễ không? Dễ. Trong tư duy thôi. Nếu tham, lam, sân hận, si mê, đó là những cái ý xấu hay tốt? Xấu. Đó là gì? Tà tư duy. Đó là tà pháp, đúng không ạ? Mà đã là tà tư duy, không đúng với chánh pháp thì có tội không? Có tội chứ. Đi ra ngoài đường, nhìn một cô gái đẹp, mình ở nhà có vợ rồi, nhìn cô này đẹp, móng khởi lên tâm hoa nguyệt, đúng không ạ? Chưa đụng vào được người ta, chưa nói được câu I love you, anh yêu em, chưa hẹn hò được, chưa xin số điện thoại được, nhưng mà trong cái tâm ý của mình mê cô đó và muốn tiếp cận cô đó, có tội chưa? Có rồi. Có rồi. Hoặc là mình thấy nhà người ta, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, nhà người ta 3 tầng, nhà mình 2 tầng, hoặc nhà cấp 4 thôi, con cái người ta đỗ đạt, con cái của mình thì chưa được đỗ đạt,
chưa cần mở miệng nói với ai, nhưng trong tâm của mình ghen tị, khó chịu, đố kỵ rồi, có tội không? Có tội quý Phật tử ạ. Tổn phước không? Có. Ngược lại, nhà chúng ta không cao, cửa chúng ta không rộng, gia đình chúng ta chỉ vừa thôi, đủ thôi. Mình thấy nhà người ta giàu hơn mình, đẹp hơn mình, sang hơn mình, thành công hơn mình, trong tâm của mình vui, hạnh phúc, hoan hỷ, cho tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được. Với cái ý nghĩ thôi, có phước chưa? Có rồi, đồng ý không ạ? Đồng ý không? Cũng vậy, quay lại vấn đề cúng dường chùa. Chùa đang khóa tu, chùa đang xây dựng. Có một người nào đó vào cúng 500.000, 1 triệu đồng. Lúc đó mình không có tiền trong tay, nhưng lúc đó mình thấy người ta cúng, hai tâm, một ganh tị. Trời ơi là trời, tự nhiên cúng, tôi không có tiền mà còn cúng trước mặt là khó chịu quá, khó ưa quá. Có tội không? Có. Đó tâm gì? Si mê. Đúng ạ, đố kỵ. Có tội. Tổn phước không? Có. Ngược lại, mình chưa có tiền, chứ không phải là không có, đúng không? Chưa có tiền để cúng, mà mình thấy người ta cúng được một bao xi măng, người ta cúng được 500.000, người ta cúng được 100.000, cúng được 50.000 vào thùng tam bảo, cúng cho quý thầy để làm Phật sự, xây dựng chùa. Không có tiền, nhưng mình vui vì có người khác cúng, để quý thầy có thêm điều kiện để làm đạo, để chùa chúng ta xây lớn để tu tập, để điều kiện đầy đủ để mở khóa tu, đúng không ạ? Và thấy người đó đang tạo phước, mình vui như mình đang làm. Có phước không? Có, đúng không ạ? Người ta cúng có phước vì họ diệt được cái tấm tham. Tại nếu họ tham, họ có cúng không? Không. Tham là cứ bo bo, 7 đồng rồi ráng kiếm thêm 3 đồng được 10 đồng, đúng không? Còn mình vừa đủ, thiểu dục tri túc, 7 đồng rồi như thế nào? Lấy 2 đồng đi cúng dường, đúng không ạ? Nên họ diệt được cái tâm tham, họ có phước, họ bố thí. Còn mình như thế nào? Mình hoan hỷ trước cái phước báo, trước cái việc thiện của họ. Mình diệt được cái tâm gì? Tâm đố kỵ, đúng không ạ? Cũng có phước y như vậy. Họ cúng 10 đồng, diệt được tâm tham, có phước 10 đồng. Mình không cúng 10 đồng, nhưng mình thấy họ cúng 10 đồng, mình vui mừng hoan hỷ, đó chúng ta cũng có phước y như họ vậy đó. Đồng ý không quý Phật tử? Nha, nên chúng ta cố gắng nha, cố gắng để chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta tư duy đúng chánh pháp. Chúng ta thấy cái gì nó tham, nó sân, nó si thì như thế nào? Như lý tác ý, đây là tham, đây là sân, đây là si. Để làm gì? Ly tham, ly sân, ly si. Thấy cái tư duy đó là ta mạng này, là không đúng với chánh pháp, thì chúng ta như thế nào? Tác ý, loại bỏ nó đi. Thanh cảnh với quý thầy, lễ Phật nhiều vào để thanh lọc thanh tâm, nghe pháp nhiều vào, trì chú nhiều vào, tụng kinh nhiều vào, niệm Phật nhiều vào, thì những cái đó nó nhiều thì sẽ không còn chỗ cho những ý nghĩ sai lầm, những cái tư duy tà pháp nữa. Đồng ý không quý Phật tử? Nên hôm nay con rất là vui mừng, hạnh phúc và hoan hỷ được sự thương tưởng của chư tôn đức tăng ở chùa, được sự lắng nghe của quý Phật tử. Đảnh lễ tam bảo, vẫn đang sức khỏe quý thầy, và có một thời thuyết giảng nho nhỏ đến quý Phật tử với tựa đề là Vung Bồi Cội Phước, để mong sao trong cõi ta bà còn nhiều phiền não, còn nhiều lo lắng, còn nhiều ràng buộc, còn nhiều khổ đau này, thầy trò chúng ta nương tựa vào tam bảo, tinh tấn tu tập, tránh xa những điều ác, xin làm những điều thiện, giữ tâm ý thanh tịnh. Và có vô số những cách tạo phước nó gần với chúng ta không ạ? Gần lắm nha. Ráng biết, ráng tin, ráng hiểu, ráng làm, ráng thực hành. Và nội dung bài này thì có mấy cái điều phước thiện Đức Phật dạy? Ba. Thứ nhất là gì?
Bố thí, đúng không? Bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí, vô ý, vô ý thí. Điều phước thiện thứ hai là gì? Bình đẳng là phước thiện. Bình đẳng gồm có hai vế. Đầu tiên là gì? Giữ gìn giới luật trang nghiêm thanh tịnh. Mà một người đệ tử Phật thì có mấy giới? Năm giới, đúng không ạ? Ngoài vấn đề giữ giới, song song với vấn đề giữ giới thì chúng ta như thế nào? Trải rộng tâm từ bi hỷ xả đến bốn phương tám hướng. Cái phước nghiệp thứ ba Đức Phật dạy là gì? Tư duy đúng với chánh pháp. Tư duy đúng với chánh pháp là gì? Tư duy ly tham, ly sân, ly si. Tư duy đúng với chánh pháp là gì? Là suy nghĩ đến những điều lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, không hại mình, hại người, hại chúng sinh. Với ba điều phước thiện này, hy vọng lần sau nữa, đúng không ạ, dịch vơi, hội chúng chúng ta sẽ đông hơn, chùa chúng ta sẽ tổ chức khóa tu nhiều hơn, và cái thành sẽ đủ duyên quay trở lại thêm vài lần nữa để chia sẻ. Thì hy vọng lần sau, có thể là tháng sau, có thể tháng sau nữa gặp lại, thì vẫn những khuôn mặt này, nhưng sẽ rạng rỡ hơn, sẽ tươi vui hơn, sẽ an lạc hơn. Vì sao? Vì phước minh tăng. Đồng ý không quý Phật tử? Nên chúng con xin ngửa nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Thùy Từ Gia Hộ đến Chư Tôn Đức Tăng ở chùa tự viện, được pháp thể Luân Khi Nang, chúng sinh dị độ, mọi Phật sự viên thành, đạo quả viên mãn, là cội cây bồ đề cho hàng học chúng con nương tựa. Và kính chúc toàn thể nam nữ quý Phật tử cùng gia đình thân quyến chúng ta được thanh khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành, gieo trồng được nhiều cội phúc lành, và mãi mãi được sống trong ánh hào quang của ba đời mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.